Xin chào quý vị và các bạn, tôi là thạc sĩ Đỗ Thị Thủy, điều dưỡng trưởng khối ngoại trú lâm sàng bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau đây tôi xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách lấy mẫu xét nghiệm COVID test nhanh tại nhà. Để thực hiện được, chúng ta cần chuẩn bị một bộ kit test nhanh và thực hiện chuẩn các bước sau đây. Trước khi lấy mẫu, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bộ kit test nhanh. Người lấy mẫu cần thực hiện vệ sinh sát khuẩn tay nhanh, xác định mẫu test nhanh mình sử dụng thuộc loại gì, như là lấy dịch vị hầu, dịch mũi, nước bọt. Lưu ý, xì mũi trước khi lấy dịch vị hầu. Quy trình lấy mẫu, vật tư sử dụng trong bộ kit test nhanh bao gồm 1. Khay thử 2. Đệm chiết mẫu 3. Que lấy mẫu vô trùng 4. Ống lấy mẫu có nắp nhỏ giọt 5. Giá đỡ ống chiết mẫu 6. Hướng dẫn sử dụng 7. Đồng hồ đếm thời gian. Để tất cả vận dụng trong bộ kit test cân bằng ở nhiệt độ phòng từ 15 đến 30 độ C trong 30 phút trước khi xét nghiệm. Các bước tiến hành như sau. Bước 1. Chuẩn bị lấy mẫu. Để giá đỡ ống chiết mẫu lên mặt phẳng nằm ngang, đặt ống chiết mẫu có sẵn dung dịch đệm lên giá đỡ. Lấy khay ra khỏi túi đựng và sử dụng trong vòng 1 giờ. Đặt khay thử lên bề mặt sạch nằm ngang. Lấy que lấy mẫu vô trùng ra khỏi túi và tiến hành thu thập xét nghiệm. Bước 2. Thu thập mẫu, ngoáy dịch vị hầu. Tư thế ngồi lấy mẫu, đầu nghiêng về phía sau một góc khoảng 70 độ, đưa que lấy mẫu qua lỗ mũi, đẩy sau vào vị hầu đến khi thấy có vật cản thì dừng. Xoay que 3 lần và để yên từ 5 đến 10 giây, nhẹ nhàng xoay và rút que ra khỏi mũi. Bước 3. Tách chiết mẫu. Nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết, xoay và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần, để đầu que ngâm trong dung dịch khoảng 1 phút. Bóc hai thành ống ép vào đầu que, từ từ xoay que và ép đầu que khi rút để lại càng nhiều dịch càng tốt. Đậy chặt nắp ống nhỏ giọt, lắc mạnh theo chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu, tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc trong nắp nhỏ giọt. Nhỏ 3 giọt tương đương với 10 microlit mẫu chiết từ ống vào ô nhận mẫu của khay thử và bắt đầu đếm thời gian. Bước 4. Đọc kết quả. Đọc kết quả sau 15 phút, không sử dụng kết quả sau 20 giây. Âm tính. Chỉ xuất hiện vạch chứng C, kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm không kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc nồng độ của chúng dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm. Dương tính, xuất hiện vạch chứng C và vạch kết quả T, kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm có kháng nguyên SARS-CoV-2. Với kết quả dương tính, bạn cần bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người khác và ở yên trong nhà, giữ khoảng cách y tế, báo ngay cho tổ y tế cộng đồng, y tế địa phương, nơi bạn cư trú để được hướng dẫn, cách ly và xử trí kịp thời. Bước 5. Hủy bỏ vật tư xét nghiệm đã qua sử dụng. Vật liệu đã qua sử dụng cần thu gom lại, gói kín vào túi riêng để nơi cố định và được đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. Quý vị và các bạn nên lưu ý, xét nghiệm test nhanh là xét nghiệm sàng lọc. Hiện Bộ Y tế đã sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh trong các trường hợp cụ thể. Kết quả không hợp lệ nếu không xuất hiện vạch chứng C, nguyên nhân do thiếu mẫu hoặc khay thử bị hỏng. Bạn cần làm lại xét nghiệm mới hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn và hỗ trợ. Kết quả âm tính vẫn không loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm SARS-CoV-2. Nếu cần thiết, bạn vẫn phải xét nghiệm real-time PCR để khẳng định lại kết quả. Hy vọng hướng dẫn trên sẽ giúp quý vị và các bạn thực hiện xét nghiệm test nhanh tại nhà một cách chính xác. Xin cảm ơn.